ra hình ảnh mà chị Duyên đang tháo những cái bọc mũ ra để mà có thể gáp lại cái giường. Ở trên, ở dưới thì cho hai vợ chồng của chị, còn ở trên là cho đế hả chị ha? Nụ cười nở trên mặt của cô thiếu nữ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cũng đang có mặt tại Long Xuyên nè. Và chiều hôm nay thì Bùi Hồ sẽ đi thay mặt cho chị Tiên Trần ở Mỹ á, để mà hỗ trợ cho chị Duyên mua gồm có ga nè, rồi mền nệm và giường tầng để cho em ruột của chị Duyên với chị Duyên nghỉ, cũng như là Phúc là chồng của chị Duyên ở cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi mua một cái giường tầng giống như chị Tiên đã nói. Chị Tiên ở Mỹ á cô bác quý anh chị. Cho em coi mẫu nè, ghép sẵn luôn rồi nè. Đâu? Đây. 1m2 tùy thêm xài. Này ở dưới này mét mấy? Thôi mấy này bỏ mẫu rồi. Có mẫu này thôi. Ừ, có dưới 1m4 không chị? Không. Ở dưới này nhiêu? 1m2. Ở trên? 1m2. 1m2 hai người ngủ vừa không ta? Chứ 1m4 mà dạng kiểu này nó bỏ mẫu lâu rồi, nó không có mẫu đó em ơi. Vậy hả? Ừ. Cái này là giá nhiêu? 1m2 em chở gần đây mà phải không? À. Ở đâu nè, em ở đâu? Ở phường Mỹ Phước. À Mỹ Phước hả? Tính em nó đi 2,5 triệu. 2,5 triệu hả? Ừ, 1m2. 1m2 hả? Trả liền không ta? Trả liền, chị giao liền cho em á. Vậy hả? À, gấp ra cũng giống dịch, y gan luôn đó. Ừ. 1m2. Không có loại 1m4 hả? Không. 1m4 mấy mẫu này dạng bỏ lâu rồi, bán dạng ta ít chịu xài. Nhưng mà 1m2 này hai người ngủ vừa đúng không? Đúng rồi em. Này 1m2 nè. Xài cỡ này nè. À, hai người ngủ vừa. Lấy em một cái này đi. Rồi. Màu hồng luôn. Chị có nệm ga gì không? Cái màu xanh này, màu kem, không có màu hồng. Mà này màu gì? Cái đó nó chụp hình như vậy thôi, nhưng mà thật chất nó còn màu xanh màu kem thôi, màu xanh đó nè. Ok. Lấy màu xanh đi. Rồi có giường nệm gì không? Nệm á thì chị không có bán nệm, nếu mà em xài nệm chị giới thiệu cho em qua showroom bên đây nè, em bán mua nệm nó rẻ hơn. Gói ga rồi đó. Đầy đủ luôn, tập trung luôn. Ở đâu? Em chạy qua sau lưng chị là đường Ngô Gia Tự nè, gần chân chỗ Tài Phong. Ừ. Em đâm lên chút xíu là phía bên tay phải. Qua cái này là mua hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn có bớt không? Em ạ, à, Mỹ Phước hả? Thôi bây giờ nãy dưới bớt em 50 ngàn, 24-50, chị kêu xe giao dưới chị ráp luôn. 2,450 ráp liền luôn ha? Ừ, đúng rồi. Ok chị. Rồi. Còn em mua ga có niệm mà chị giới thiệu em bảnh là mua cho nó rẻ hơn, nó nói tiền ra mình chút. Rồi, chị ghi số điện thoại đi ha. Rồi. Nhiều chút? Cái 100. À, cái 100, còn gói? Gói một cái với áo gối luôn là 100. Dạ. Ba cái gói? Ba cái gói. Hai cái mền? Cũng dễ ha, cũng dễ xài. Nệm này là 500 hả? 550 là 1,1 triệu rồi, hai cái là 1,1 triệu. Dạ. Hai gối là một màu một cái ha. Dạ. Tí chú ghi quá đơn con luôn ha. Quá đơn không khỏi quá đơn tay ghi, quá đơn tay không phải quá đơn đỏ. Dạ. Ồ, để lau nhà hả? Dọn để ngủ ha, để ha. Vui không đấy? Ừ. Bây giờ là đồ cũng đã chuyển nè cô bác quý anh chị. Ở đây thì có hai cái nệm, rồi với lại mua thêm hai cái quạt luôn. Mua thêm hai cái quạt luôn, mùng mền chiếu gói lát nữa chắc lên, chắc ngủ ấm rồi ha chị Duyên ha. Ờ thì bây giờ là đây, mọi người đang uống bia bên kia. Thành thử ra là âm thanh nó cũng rất là ồn cô bác quý anh chị. Bây giờ hai chị em cũng dọn dẹp lau chùi, thấy cũng lũ khủ, thấy cũng vui. Đây là máy ấm của mình thì mình phải cố gắng nha chị. Cái này chắc bỏ quá. À, đem đã qua để ngoài trước đây. Là em ruột của em, là em ruột của chị Duyên hả? Dạ. À. Thì về đây ở với chị Duyên. Dạ. Ừ. Thấy chị có nhà cửa qua đây ở nên cho có sự riêng tư ha. Dạ. Chị em cũng cách mấy chục năm. Ừ. Lúc mà chị Duyên còn ở bên Campuchia là em điện cho anh hay là ai ta? Dạ, có gì em. Gì em hả? Dạ. Ừ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi đấy? Dạ 30. 30 hả? Dạ. Ừ. Ăn uống đồ điều độ không? Dạ. Ừ. Hôm trước nghe nói chị Duyên nói là thiếu nợ có trả cho em phải không? Dạ. Nhiêu? Dạ, ba mấy. Ba mấy triệu hả? Là tiền đó là Mạnh Thường Quân cho chị để sức ra chị trả cho em luôn. Dạ. Tiền của Mạnh Thường Quân cho chị đó để chị làm vốn mua bán trái cây. Người thấy em nợ gì đó chị cũng thương rồi chị chích ra chị cho em. Bây giờ hết chưa? Dạ.
hết nợ chưa? Dạ. Bây giờ em đang làm cái gì? Dạ em thì bị bệnh vậy đó, ừ. Đâu có đi làm gì nặng được. Em cũng đi lượm ve chai giống như chị em. Ừ. Đi lượm ve chai luôn hả? Dạ. Ngày được nhiêu? Dạ nhiều thì được trăm mấy, còn ít thì được vài khoảng trăm. Sao không đi bán vé số? Dạ đi bán vé số phải có vốn với lại bán nhiều khi cũng bán không được hết. Ừ. Bán vé số trong khi mờ không được đúng không? Dạ. Người ta thấy mình vậy ta không có chịu mua. Dạ, dạ. Ừ. Đi lượm buổi tối hay gì? Dạ khoảng chiều chiều mát trời thì em đi. Còn chưa nắng quá thì em đi không nổi. Em đi đến mấy giờ? Nếu như chiều cỡ 4-5 giờ, 5-6 giờ em đi khoảng 8-9 giờ thì em về. Ừ. Đang tháo những cái bọc mũ ra để mà có thể gáp lại cái giường. Ở trên, ở dưới thì cho hai vợ chồng của chị, còn ở trên là cho đế hả chị ha? Em có mua hai cái quạt, một cái quạt thấp với một cái quạt cao đó. Thì chắc có lẽ là chiều nay thì em mua tivi người ta giao không có kịp, mà ngày mai em phải đi công việc rồi, không có ở Việt Nam thì chắc sau khi em về được á thì em sẽ nói với lại chị Tiên ha. Sau khi về thì mình mua tivi mình gấp sau cũng được. Còn bây giờ quan trọng là cái chỗ ngủ của mình trước hả chị? Vui không? Thoát khỏi gầm cầu là khỏe rồi. Ở đây em có mua cho chị là hai cái ba cái gối rồi hai cái mền. Chị nói chị không quen ngủ mùng mà đúng không? Rồi với lại hai cái nệm có ga nồi sẵn hết à. Rồi bây giờ anh này anh gấp luôn. Không có cái loại giường mà ở dưới 1m4, ở trên 1m2 à, chỉ có loại giường nó cùng mẫu này thôi. Bây giờ mẫu kia nó bỏ hay anh ha? Gấp cũng thấy chắc cũng lâu à, lâu không anh? Xíu à. Xíu hả? Lúc nãy em giao cho chị hết 1 triệu rồi. Tí xíu nữa anh sẽ lấy tiền thêm. Cái giường này hai người ngủ cũng vừa mà chị Duyên. Bây giờ có sự riêng tư rồi ở Việt Nam thì coi bây giờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dìu dắt mình đến đây thì mình phải cố gắng ha. Nói chung là bây giờ mình nó hết cái mẫu kia, bây giờ ở trên dưới nó bằng nhau. Trời, ra mồ hôi dữ hả? Mua hai cái quạt kìa thử luôn đi, tí xíu thử luôn nghe đấy. Dạ. 1m2 là nó cũng rộng ha anh ha. Nó không nhỏ đâu. Cái khuôn viên của nhà trọ của chị Duyên á, nếu như mà mình gắp cái giường 1m6 thì nó sẽ chặt liền. Nên là nữ là một cái giường 1m2 thì nó cũng được rồi. Chị. Cái giường đó chị, ngủ ở dưới thì nó ấy quá. Đặt em đi. Chị này là quen quen đó. Em dính đó. Dạ. Em dính con hổ của em để nhanh nó còn tài tiết. À. Tôi các bạn như luôn đó. À. Ở dưới sau chị á. Dạ. Hôm nay có giường thấy im rồi ha. À trái này. Dạ. Cô lại em bỏ cửa. Hai ba ông đó chị hết rồi. Dạ. Này cửa hằng nãy bỏ cửa là hú hồn với. Giọng xuất cái này em lên đi đấy. Cái này là gì? Đây cái này là bên đây. Ờ, đấy cái này nha. Có cửa sổ trong nó có đẩy giường qua đây chứ? Rồi ok. Dạ thích để ở đâu thì để. Ở này là hai cái cây cản hả? Có cửa sổ nó mát phải không đấy? Ờ. À. Bây giờ ca nhạc thì thành thử bây giờ nó cũng ồn ồn thôi mọi người. Cô bác anh chị có gì thông cảm ha. Ôi dễ thương ha. À có cái đó là cây cầu thang hả? Hay ha. Rồi. Được chưa? Được mới trả tiền.
Hồi sớm em đưa 1 triệu rồi. Cô chị bớt là 50 ngàn còn 2 triệu 450 ngàn đúng không? Đâu có đơn đâu. Còn 1 triệu 450, anh coi lại giùm em. Ok ha, rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình gấp niệm lên nữa là xong. Gấp luôn rồi. Tại sao cô gì? Ở đâu quá đâu má, cái này gấp nhiều. Mà đâu có thì sao bà không mở? Không, cái đó không sao, cái đó không sao, cái miếng đó là không sao đâu. Rồi, hai chị em đẩy lên người miếng. Có biết có miếng gà nữa đó. Cứ khờ như không. Rồi, đẩy lên đi. Đấy một miếng ha, chị Duyên một miếng ha. Khép cửa lại cho nó đỡ ồn tí xíu. Quay lại. Rồi, giờ chưa? Lựa là phải vừa chứ. Rồi, miếng kia nữa. Tự làm đi chứ. Nhưng mà có mua hai cây quạt à. Cây này thì có giá là 320 ngàn. Cây kia là 180. Thì cây cây thấp chứ cây cao. Muốn quạt thấp thì thấp, quạt muốn quạt cao thì cao. Rồi đấy, ngủ ở trên hay dưới? Trên hả? Cái này giống như ga riêng luôn rồi đó. Ga riêng mà ở chung tiết kiệm. Tiết kiệm. Nói chung là đấy cũng hiền. Vừa không? Vừa không đấy? Lấy đó ra trước đi. Ờ đúng rồi. Thật ra cái miếng đó nó cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà... Hả? Ngủ lần thì mời quá lộn với nó. Ờ mà thầy ngủ lần gì dữ thằng luôn. Ngủ sát dách không sao đâu. Ngủ quen chứ không lăn dữ đâu. Lớn rồi mà. Rồi cái miếng ga nữa. Hai cái miếng ga nữa kìa. Có chảy lên không? Rồi lấy ra mền mùng ra đi. Ờ bật quạt lên đi. Mở quạt lên như phụ y. À, đẹp quá lên mạng trí mạng á. Chị Tiên nói là mua cái mền nó mỏng mỏng thôi, chứ mua cái mền nó dày quá nó nực. Rồi bây giờ quá nực luôn rồi kìa. Rồi có gói luôn ấy không? Rồi mở cái gói đó ra. Có áo gói luôn hả chị? Đó cái quạt này. Thử cái quạt kia coi cháy luôn không? Ồ cho nó mát liền ha. Cũng chiều rồi. Muộn thành thử ra là Bùi Hồ không có mua cái tivi nữa. Còn một cái tivi nữa. Chắc có lẽ là sau khi mà em đi nước ngoài về á. Rồi ghé mua ha chị ha. Trước tiên là mình giải quyết cái vấn đề là chỗ ăn chỗ ngủ cái đã. Rồi còn tiền đó thì chị Tiên có chuyển em 10 triệu để mua cái này với lại tivi. Thiếu đủ gì nữa em ấy vô nhờ chị nói thiếu đủ gì nữa chị bù. Tuy nhiên là chiều muộn quá, mua đó nó chuyển không kịp mà em phải về lại Đồng Tháp nữa. Hồi đó giờ có chỗ nào ăn ngủ đẹp giống vậy chưa? Dạ gì có. Dạ gì có. Cố gắng làm ăn nha trời. Có ở nhà bà ngoại gì cũng dễ gì có vụ này. Bạn bè thì đi thăm lên phải không? Ủa hôm nãy cũng ở đây nữa hả? Nó ở đâu? Phòng 23. Rồi, đưa cho cái gói ở trên. À, rồi hai cái gói ở dưới. Chưa trả luôn. Hai cái quạt này nó cũng quạt luôn rồi nè. Dở cái gói ra làm tự nó phình lên. Rồi gỡ cái kia luôn đi chị, đừng lấy cái bọc ra luôn. Em đeo cái mic chắc. Dạ. Vui không? Dạ vui.
con đủ quá, cái chuyện nó vậy mới nói sao không? Sáng dụ anh đúng một bên. Rồi còn gì thiếu gì nữa không ta? Hai cái quạt, rồi nệm. Còn cái tivi nữa, nữa gắn, có tivi gắn đâu? Gắn bên đây, có tivi nữa gắn bên đây ha. Trời ơi, như ga riêng luôn rồi, khỏe quá rồi. Cố gắng làm ăn, dành dụm tiền làm ăn. Không có biết chữ tiền, tiền. Cái đó gì á? Ga nệm. Rồi đến ngủ em chưa? Ngày nay trời ơi vô nhìn nằm trò co, thấy cũng tội nghiệp. Mà nằm ngủ ở dưới này dễ bệnh lắm ha. Lạnh. Dễ bị bệnh phổi lý do. Chắc chiều nay về mà Phúc về rồi chắc gặp chắc bất ngờ dữ à. Hai đồng có niệm đồ ngủ yên quá trời. Không có ngủ mùng. Đấy có ngủ mùng không? Dạ không. Mà nhỏ đi ngủ giờ đây cũng nói muốn nước mùng ngạt lắm. Không mũi. Mùng một ngày ha. Mùng nó có mùng nước mùng ngạt. Kéo chân chút nữa. Đây nè. Cái đầu này cứ lên chút. Cái góc kia nó sâu quá rồi. Trời ơi nó đẹp trời. Trời ơi nó đẹp. Nụ cười nở trên mặt của cô thiếu nữ. À, sao mừng không? À, hai chị em xuống đây ngồi đi. Mừng bây giờ hết biết gì luôn rồi. Hai chị em gục luôn hả chị? Dạ. Chị thứ hai còn đế thứ ba. Dạ. Ba mẹ, mẹ của chị có mấy người con? Có ở dưới ba em có được hai chị em, mẹ có ba sao có được hai người con trai. Ừ, rồi ngồi đi. Nhớ về làm ở cho nó sạch sẽ lại tí xíu. Dạ. Mình gái mà phải trang điểm lên cho nó đẹp. Rồi bây giờ hai chị em có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân cũng như là nói chung cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân nói chung cho mình có chỗ ở ngày hôm nay từ lúc mình về Việt Nam giờ luôn. Rồi cũng như là hôm nay thì có cảm ơn chị Tiên Trần ở Mỹ. Rồi bây giờ em mời chị nói trước ha. Em cảm ơn chị Tiên Trần đã chọn cho em một chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, cổng này đã hỗ trợ được chị đỡ cho em. Đấy. Dạ thì em cũng cảm ơn hết tất cả Mạnh Thường Quân từ trước tới giờ giúp đỡ cho chị em. Bây giờ thì còn 600 ngàn với bán với số với chồng ông xã làm thì chắc vài ngày tới chắc xoay sở được. Rồi tiền như em nói chị á, ở clip trước á thì có 4 triệu 660 ngàn là 200 đô của chị Linda ở Mỹ gửi cho chị, thì em gửi cho chị hết 660 ngàn, còn lại 4 triệu em giữ đây. Và ngày hôm nay á thì được chị Tiên Trần ở Mỹ gửi cho em chuyển khoản cho em 10 triệu, thì em mua cái này á. Thì tổng cộng em mua cái này là cái số tiền công bố cho cô bác anh chị biết luôn. Cũng thông tin với chị là do thời buổi chiều rồi nên em không có kịp để em về em chuẩn bị, còn em còn phải đi nước ngoài nữa. Thì sau đó về em sẽ hỗ trợ mua tivi, chị chuyển tiền mua cái này với lại tivi. Thì hôm nay thì em mua cho chị là cái giường là 2.450.000, 2.500.000 người ta bớt, còn lại 2.450.000. Niệm với gói là 1.860.000. Niệm với lại gối với mền rồi luôn á. Ga luôn, hai cây quạt là 500 ngàn, một cây cao là 320, cây nhỏ là 108, rồi tổng cộng là 4.850.000 đồng. Thì chị gửi cho em là 10 triệu, thì còn lại là 5.150.000 đồng. Thì số tiền đó thì khi nào chị Tiên Trần á thì em sẽ điện thoại lại với chị, rồi sẽ có thể là sau khi em về sẽ mua thêm tivi hay như thế nào đó. Tại vì chị có dặn cho em là phải đi mua cho chị chứ không có được giao tiền cho chị. Dạ. Ha. Rồi vậy chắc có lẽ là bây giờ cũng chiều muộn rồi, em cũng xin phép em về. Chiều nay về có gì chụp hình gửi cho chị Tiên Trần được xem với. Dạ. Ha. Rồi hai chị em cố gắng giữ gìn sức khỏe nè. Dạ. Ăn uống nhiều vô. Dạ.
Rồi, rồi bye bye ha.